Câu chuyện về bún chứa hóa chất phát sáng tại thành phố Hồ Chí Minh chưa lắng xuống thì ngày hôm qua, một số lượng lớn mì sợi có chứa chất hàn the độc hại đã bị phát hiện tại chợ Biên Hòa trong cuộc thanh kiểm tra đột xuất của đoàn công tác liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Cụ thể, qua lấy mẫu và test nhanh của đoàn kiểm tra liên ngành tại 10 sạp kinh doanh thực phẩm tại chợ Biên Hòa, có 6 sạp bán mặt hàng mì sợi khô có chứa chất hàn the đậm đặc. Tiểu thương các sạp thực phẩm trên cho biết, loại mì sợi này được thu mua của một số thương lái đến chào bán tại chợ và việc mua bán loại mặt hàng này đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, các loại mì sợi khô này đều không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tịch thu toàn bộ số mì sợi khô không rõ nguồn gốc của cả 6 sạp hàng trên để đưa đi tiêu hủy. Theo quy định của ngành y tế, hàn the là chất độc và cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Hàn the khi đi vào cơ thể có thể làm thoái hóa cơ quan sinh dục gây vô sinh. Nếu trẻ em ăn phải thực phẩm có lượng hàn the cao có thể dẫn đến tử vong.